Thưa quý vị, như thường lệ bắt đầu chương trình chúng ta cùng đến với chương mục Cà phê sáng. Thanh Ngọc này, Ngọc có nghe đến kiểu ngồi chồm hổm của người dân Nam Bộ mình không? Dạ có chứ anh. Ừ, rất là quen thuộc đúng không nào? Kiểu ngồi chồm hổm của người dân Nam Bộ đó là nét văn hóa đặc trưng của người dân Nam Bộ nói chung và người dân Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Kiểu ngồi này được bắt nguồn từ lao động sản xuất ngoài ruộng. Lưu dân Nam Bộ thì ăn uống chẳng dị, khi mà họ lao động thì họ hay mang cơm ra ngoài những bờ ranh, và khi họ mệt thì nghỉ ngơi á thì họ mới đem cơm ra ăn và ngồi kiểu chồm hổm, và lâu ngày trở thành thói quen, ra đời cái kiểu ngồi chồm hổm này. Ngày nay thì với sự phát triển của văn minh đô thị, kiểu ngồi chồm hổm này đã dần dần bị mai một, không còn thấy nữa, mà thay vào đó là những kiểu ngồi sang trọng và hiện đại hơn. Tuy nhiên, đôi lúc chúng ta vẫn bắt gặp được cái kiểu ngồi chồm hổm này ở các khu chợ tự phát, ở trong các con hẻm, ở trên vỉa hè, nơi tấp nập mua bán. Chúng ta thấy là những cô, những chị đi chợ ngồi chồm hổm thưởng thức món bánh xèo nóng hổi, và hình ảnh những chàng thanh niên ngồi chồm hổm uống cà phê nữa. Có một ngôi chợ trầu cao còn duy nhất sót lại tại Sài Thành, đó là ngôi chợ ở đường Lê Quang Sung, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn giữa đường Chu Văn An và đường Nguyễn Hữu Thuận. Ngôi chợ này thì đối diện với lại bến xe Chợ Lớn. Theo các cụ lớn tuổi thì ngôi chợ này có tuổi là hơn 100 năm rồi đó. Khi mới thành lập thì chợ chỉ mới có một vài gánh hàng nằm trên các vỉa hè thôi. Càng về sau thì càng nhiều. Thời cực thịnh lên đến hàng trăm gánh hàng của các tiểu thương từ tứ xứ đổ về, mà nguyên liệu chủ yếu là lấy từ Bà Điểm, Hóc Môn. Từ những năm đất nước còn chiến tranh cho đến những năm 90 của thế kỷ trước thì nơi đây vẫn còn rất là tấp nập nhộn nhịp. Người thì bán nối lưng nhau, và hàng hóa thì chất đống cả, có khi tràn xuống cả lề đường luôn đó. Chủ của các gánh hàng này là các cô, các chị rất là xinh xắn, thước tha, trong tà, áo bà ba, mộc mạc. Phần lớn đây là những người con của Bà Điểm. Theo năm tháng thì chợ Trầu Cao ngày càng thu nhỏ lại, do làm ăn lỗ lã, rồi do nhu cầu của người tiêu dùng bị giảm sút đáng kể, cho nên bây giờ thì không còn hàng trăm gánh hàng giống như là Thanh Ngọc mới vừa đề cập. Bây giờ chỉ còn khoảng 10 gánh rất là điều hiu. Giờ đây thì chỉ còn các bà cụ lưng còng, tóc bạc phơ ngồi bán trên các vỉa hè. Và một số người cho rằng khi thế hệ thất thập cổ lai hy này mất đi thì đương nhiên chợ Trầu Cao duy nhất cũng sẽ không còn.